ở bên công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Haco 247. Ngày hôm nay mình xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm hoàn toàn mới trên thị trường Việt Nam. Đó là sản phẩm pin nén dung lượng cao dành cho iPhone với cái tên viết tắt là pin Con Trâu. Ngày hôm nay mình với các bạn sẽ cùng nhau khám phá cái sản phẩm pin Con Trâu này có những đặc tính gì, cũng như là sản phẩm của nó ra làm sao. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bóc tem với sản phẩm của viên pin iPhone. Mình là vỏ hộp pin Con Trâu. Với mặt đằng trước của vỏ hộp sẽ là logo công ty Haco 247 với phiên bản 2.0. Ở giữa sẽ là thông số mã pin và phía cuối sẽ là tem bảo hiểm khi sử dụng pin Con Trâu trên toàn quốc. Phía dưới tem bảo hiểm sẽ là thông số tiêu biểu của sản phẩm. Đầu tiên sẽ là thời gian chờ lâu hơn. Thứ hai, an toàn hơn khi sạc và sử dụng. Thứ ba là dung lượng cao hơn. Và cuối cùng là hỗ trợ sạc nhanh. Về phía mặt sau của vỏ hộp, các bạn nhìn thấy đầu tiên đó là cái tem bảo hành 18 tháng đổi mới trên toàn quốc tại các trạm bảo hành ủy quyền của công ty. Phía dưới tem sẽ là phía dưới của vỏ hộp sẽ là tem nhà phân phối với đầy đủ thông tin pin Con Trâu và một mã check QR thông tin sản phẩm. Tiếp theo, mình xin giới thiệu đến các bạn và bên trong sản phẩm pin Con Trâu sẽ bao gồm: đầu tiên là một thẻ bảo hành 18 tháng chính hãng trên toàn quốc của công ty. Thứ hai là siêu dán pin iPhone khi sử dụng để thay pin. Cuối cùng đây là mẫu pin nén dung lượng cao chính hãng được dán tem của nhà phân phối chính hãng Haco 247. Và mặt đằng sau bao gồm thông tin dung lượng pin. Ví dụ mình đang cầm đó là pin 6G với thông số là 2220mAh được làm nén dung lượng tiêu chuẩn 1810mAh. Phía cuối của pin vẫn là mã check QR thông tin sản phẩm của pin Trâu. Thì sau đây mình xin giới thiệu cách check QR trên phần mềm Zano. Sản phẩm pin Con Trâu chính hãng sẽ sử dụng IC mới nhất, tương thích mọi iOS, sử dụng cell pin chính hãng với 800 lần sạc xả, không chai quá 15%. Thì đối tượng khách hàng mà công ty hướng đến chính là những dân mobile, game thủ mobile, dân kinh doanh, bán hàng qua mạng, sử dụng điện thoại nhiều và các phở thủ. Và để biết thêm chi tiết, xin mời các khách hàng tương lai của công ty chúng tôi truy cập vào trang web pinhaco247.com hoặc trang chủ haco247.com để đặt hàng và trải nghiệm sản phẩm hoàn toàn mới của công ty. Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã xem video quảng cáo sản phẩm mới của công ty. Rất mong sẽ được sự đón nhận và phản hồi tích cực từ các bạn. Các bạn nhớ like, share clip của mình. Xin chào cả nhà nhé.